Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng tới thăm mô hình trồng thử nghiệm giống nho hạ đen trên đất đồi ở xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn. Lúc đầu thì là cái đất của nhà mình là trồng chè, nên là mình thấy cái chè thì nói chung kinh tế thì nó cũng được ít, mà chăm sóc thì nó cũng rất vất vả. Nên là mình cũng tìm hiểu thấy cái mô hình trồng nho mà ở trên trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang ấy, thì mình cũng gọi là lên tham quan tìm hiểu trên đấy, thì thấy mô hình trồng nho này nói chung là nó cũng phù hợp với đất của mình ở trên mình miền Bắc mình đấy. Và mình đã phá bỏ cái lô chè mà nhà mình đang canh tác đấy, thì là cũng mạnh dạn để đầu tư trồng, lúc đầu là trồng 230 cây để thử nghiệm. Nhiều người họ cũng bảo là mình trồng nho thì không trồng được, nên là lúc đầu thì cũng lo lắng. Lúc đầu tiên thì nó cũng hay bị bệnh lắm, vì cái giống nho là cái giống cái lá nó ăn được, nên là cái loại sâu nó cũng hay ăn. Thì lúc đầu tiên là mình cũng tìm hiểu để phòng trừ cho, đầu tiên cũng rất là vất vả, nhưng mà mình càng làm thì mình càng cảm thấy là nó cũng, thực ra là mình nắm được kỹ thuật thì mình làm nó cũng đơn giản thôi. Để trồng được nho thì cái bước đầu mình cũng rất là quan trọng. Bước đầu tiên là mình phải tiến hành là kiểm tra đo độ pH của đất. Nếu mà đất nó quá chua thì mình có thể xử lý bón vôi thêm để tăng cái độ pH của đất lên. Xong rồi mình xới sáo cái đất lên, bắt đầu là tiến hành là đào hú, rồi bón phân. Bón là 15 đến 20 cân phân củ khoai mục với lại 0,3 kg NPK. Thì mình tiến hành bón xuống, xong đến lúc công đoạn mình trồng thì mình sẽ trồng nó lên bên trên, nó không trồng trực tiếp vào phân, để khi mà cây nó mọc lên thì nó sẽ không bị nghẹt rễ. Thì xong rồi là quá trình trồng đấy thì mình sẽ tiến hành tưới nước luôn, để cho tưới đấm luôn tầm 6 đến 8 lít nước để cho cái bộ rễ nó ngấm nước. Hiện tại là sẽ sử dụng cái phân NPK tổng hợp để cung cấp bón cho cây theo cái hình thức là tưới nhỏ giọt. Trước khi xử lý cho ra hoa mình phải bón phân hữu cơ để giúp cây là cung cấp khỏe mạnh, với lại sẽ cho cái năng suất chất lượng quả tốt hơn. Một gốc là mình sẽ bón 10 kg phân hữu cơ, sẽ rãnh một bên cách gốc là 40 phân. Hiện tại thì nói chung là để cung cấp cho cái lượng nước cho cây nho nó phù hợp lý nhất là mình dùng cái hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây. Nó sẽ cung cấp đầy đủ nước khi mà mình cần, với lại lúc mà mình sẽ bón phân bón để qua cái hệ thống tưới luôn. Khi mà mình mới bắt đầu trồng cây thì mình sẽ tưới buổi sáng và buổi chiều. Còn lại khi mà cây nó đã lên thành thục thì mình sẽ cân đối cái lượng cây đủ ẩm của cây thì mình sẽ tưới. Trong cái quá trình chăm sóc nho thì cái việc cắt tỉa thường xuyên nó rất là quan trọng. Ví dụ là mình sẽ phải bỏ hết những cái chồi nách này đi để cho cây nó tập trung dinh dưỡng nuôi cái thân chính. Với lại mình sẽ bỏ hết những cái dâu mà nó mọc lên đi, để cho nó không phải mất chất dinh dưỡng vào những cái cây dâu này. Cây dâu này nó sẽ hút chất dinh dưỡng rất nhiều. Mình sẽ tính từ cái bông hoa nho lên đến chín lá thì mình sẽ tiến hành bấm bỏ ngọn đi. Bấm bỏ ngọn để cho cây nó tập trung dinh dưỡng nuôi hoa và quả. Đối với giai đoạn mà hoa nó còn chưa nở thì bắt buộc phải sử dụng hoạt chất GA3 để tiến hành nhũng, kéo dài cái bông hoa này ra, để khi mà mình tỉa quả nó sẽ thưa ra, cây nó mới lớn, quả nó mới lớn mà không bị kẹt nhau được. Thank you.
để trồng được cái nho thành công ở miền Bắc ấy, thì cái yếu tố quan trọng nhất là mình phải làm cái mái che ni lông, mà mình phải dùng cái mái che chuyên dụng, không phải dùng cái loại bạt mà phủ mạ được. Thì là mình sẽ phải làm cái dàn mái che để cho nó tránh sương, tránh nước mưa để nó không hay dính bệnh. Thì là mình sẽ làm cái khoảng cách là cột hết cột là 3 mét, để mình trồng 3 cây ở trong một cái hàng cột đấy. Mình sẽ phải xong rồi kéo dây sắt để cho khi mà cây nho nó hình thành lên thì mình sẽ chia cái cành nho lên như kiểu là cái chữ Y ấy, chữ Y để cho cây nó vươn ra hai bên. Cây nho thì chỉ bị, nói chung là bị hai loại bệnh chính là bệnh thán thư và bệnh sương mai. Thì là trên tay mình là đang là cái dấu hiệu của cái bệnh thán thư, thì mình sẽ phải chủ động là phòng trước, mình sẽ phun định kỳ 15 ngày chẳng hạn, mình sẽ tiến hành là phun phòng cho cây nho hai cái loại bệnh chính đấy. Trong trường hợp cây nho bị bệnh thì mình sẽ phải tiến hành phun ngay để cho cây nho nó không bị lan rộng ra khắp vườn, vì cây nho là cây nó rất mẫn cảm. Nhưng mà khi mà mình phun đúng cái loại thuốc để trị bệnh cho cây thì rất là phục hồi rất nhanh. Giống nho hạ đen này thì nó rất là phù hợp với miền Bắc mình. Và để tính ra kinh tế trên một sào và đầu tư cho cây thì hiệu quả kinh tế rất là cao nếu mà chúng ta đầu tư theo cách bài bản và có kỹ thuật. Đến đầu năm 2021 thì mình cũng đã tiếp tục là mở rộng trồng thêm. Chúng tôi rất mong được sự quan tâm của cấp trên, đặc biệt là các cơ quan về chuyển giao kỹ thuật, giúp cho các hộ gia đình ở Thu Cúc chuyển giao và có hỗ trợ về mặt kỹ thuật và về mặt kinh tế để giảm bớt cái đầu tư cho cái nhân rộng nó an toàn và nó khả thi hơn. Nếu như mà đúng như chúng tôi đang kỳ vọng ấy, thì cái cây nho hạ đen này có thể là một trong những cái cây mà tạo nên bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương.